Chào mọi người nha, chúc mọi người có một buổi sáng thật nhiều niềm vui nha. Thì hiện tại mình đang đi vào con đường phía bìa rừng để mà làm cái sinh tồn giăng lưới bắt cá ở ngoài con suối trong rừng nha. Thì hôm nay đồng hành với mình thì có một đứa em với một người anh của mình. Hôm nay để mà anh em mình giăng lưới kiếm mấy chỗ nào con sông có chỗ nào nó cạn nước thì anh em mình sẽ giăng để mà kiếm cá một ngày ở đây. Rất lâu rồi mình không có làm cái video là giăng cá bắt con cá ở trong rừng để quay cho mọi người xem. Tại vì lúc trước mình làm là mình quay toàn là đi cắm câu với lại đi tắt nước thôi. Nên không có đi giăng lưới nha. Nay mới được có một cái lưới mình mới mua chiều hôm qua. Nên anh em mình để vào đây để mà giăng thử có hay là không. Nên mọi người muốn biết video này diễn ra thế nào thì mọi người hãy xem hết video. Giờ chắc cũng phải tranh thủ đi. Để mà chặng đường còn rất là xa nữa. Xuống dưới đây không? Xuống luôn, xuống đường sông nè. Xuống đi. Xuống luôn. Đi con đường này cho nó nhanh. Khó đi quá mọi người. Nó không có dễ đâu. Có chỗ sâu, chỗ nó không sâu. Bây giờ nó đá nó nhô hết trơn rồi. Hả? Cua hả? Có không? Bắt thử. Sau một chặng đường dài anh em mình băng qua các khu rừng. Bây giờ anh em mình cũng tới nơi rồi. Nên bây giờ anh em mình sẽ chặt một cái cây tre để mà mình làm cái cột cố định rồi mình cột cái dây lưới cho nó chắc nha. Để mình giăng ở đây kiếm mấy con cá. Đây nè. Cái khúc cái con suối này trước mình có làm clip là ăn ốc ở đây nha mọi người. Hôm nay em Lầu nó không đi. Tại vì nó bận việc nhà nó không đi được. Nên chỉ có em Thiên nó đi cùng thôi. Đó. Này mình quay lại đây để mà mình quay để mà giăng lưới ở đây có cá hay không. Mọi người nhìn con suối này rất là đẹp luôn buổi sáng nè. Đó. Giờ anh kêu thằng em nó đang làm lửa để mà nhúng lửa đắp lửa mình có khi mà mình lặn xuống nước nó lạnh á mình sưởi ấm luôn. Đó. Bây giờ nắng nó bắt đầu lên rồi, mùa này không có lạnh mấy đâu, này nhiệt độ cũng vừa tầm thôi, không có lạnh bao nhiêu. Giờ chắc không phải đi đặt cái chân quay rồi mình sẽ cột cái dây lưới mình giăng lưới để kiếm mấy con cá thử có hay không nha. Rồi mình xuống nước đi thả lưới nha mọi người. Thả cái tay lưới nha. Có cá lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Chắc nước này hôm nay có nắng chắc lạnh lắm á. Giờ mình xuống sớm sớm đi. Lát nữa nắng lên rồi mình ngồi sưởi ấm nóng luôn. ตึ้งเร่ชม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 ตึ
Lưới bây giờ giăng xong rồi mình sẽ lùa cá vô lưới nha. Đây con em nó nướng khoai lang nó ăn trước luôn. Đói bụng. Đói bụng rồi. Sáng chưa ăn hay gì mà đói nhanh rồi. Giống một đống lửa luôn, nướng sẵn luôn. Đó. Khi nào mà đợi một tí nữa là cỡ 5 đến 10 phút là mình sẽ đi thăm một lần. Nước này cũng hơi sâu á mọi người. Mùa khô mà còn cỡ này á.
Mùa mưa là nước này nó nhiều lắm. Này không có nha mọi người, nên anh em mình đi lên phía trên nha. Hồi nãy coi khúc xong kia thì không có cá. Chưa lên đây. Đoạn này hả? Giờ anh em mình lên phía trên tí rồi giăng tiếp nha. Chứ hồi nãy là không có cá rồi mọi người. Đây anh em mình đi lên phía trên xíu. Đây. Đây phía này thì nó cạn hơn cái phía ở dưới kia. Đây có sâu không? Đây giống như tay mình cục đá. Ừ, giống nhại hiểu không? Đó. Đeo gùi nãy giờ đi mà đâu. Đi lên trên qua đến lại luôn. Này anh em mình đi về nha. Để mà hẹn mọi người trong video phần 2 nha. Này đi giăng lưới thì không có cá mọi người. Tại vì nó không giăng không đúng chỗ á. Nên ngày mai là anh em mình sẽ hẹn mọi người sẽ một cái lên phía trên luôn. Mình sẽ đem một chiếc xe máy mình đi lên trên cho nó tiện luôn. Để mà giăng cái chỗ mà rất là nhiều cá luôn. Như thường thường mỗi năm người ta thu ở đó cũng rất là nhiều. Nên ở dưới này mình tưởng là mình không đi đi xem trước á. Nên không có cá nhiều nên mình chỉ làm cái phần 1. Mình sẽ làm hai phần cái video sinh tồn này. Đó, nên phần 1 này mình xin kết thúc ở đây. Nếu mọi người cảm thấy video này hay cho mình một like và một đăng ký, nhấn chuông chia sẻ để có thể nhận thông báo video mới nhất nha. Chào mọi người nha.